Rồi, ok, chào các bạn. Mình là Lá Bách Hợp. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với một trận custom battle khác trên cái kênh của mình ha. Thì giờ vấn đề nó như vậy, mình có nói chuyện lại với các bạn mà hôm bữa nhờ mình chơi cái phe Ostian này á. Thì bạn ấy nói là tại bạn ấy gặp rắc rối thật sự là với phe Macedonia, tại mới đầu vô bị Macedonia nó đập cho không kịp vuốt mặt luôn. Thì rồi ok, cái đó thì mình hiểu rồi, tại cái fan này nó nằm ở bờ Tây của Hắc Hải mà nằm ở phía Bắc của Macedonia nữa. Thành ra là chúng ta vô là chúng ta mà không làm ngoại giao khéo là chúng ta ăn đòn ngay. Thì thôi giờ trước khi vô trận mình chia sẻ với các bạn như thế này, cũng như đặc biệt là với cái bạn mà nhờ mình làm á, thì thứ nhất, chơi tôi tuần qua không phải lúc nào cũng chỉ dùng tới binh lính mà chúng ta phải biết dùng ngoại giao. Thì nói chung vừa mới vô á, một á là các bạn tìm cách làm sao để các bạn giảng hòa với thằng Macedonia để đừng có để cho nó đánh mình. Dùng mọi cách, thậm chí sẵn sàng cống tiền cho nó luôn đi. Cái việc xây dựng mình từ từ mình tính, sau đó cống tiền đi rồi đừng có để cho nó đánh mình. Còn mà chiến tranh là không thể tránh khỏi đó. Thì bây giờ như vậy nè, về mặt ngoại giao nó có rất nhiều phương pháp. Người ta nói rằng một, anh muốn được yên thân thì một là anh phải là kẻ mạnh. Hai, nếu anh không phải là kẻ mạnh thì anh phải liên kết được với những kẻ yếu khác để tạo ra sức mạnh tổng thể mà cùng chống lại một kẻ thù. Và ba là anh cúi đầu trước một ông lớn nào đó để được che chở. Thì bây giờ mình nghĩ như vậy, Macedonia thế nó khá là mạnh nhưng mà về cơ bản thì nó cũng có khá nhiều kẻ thù. Thì giờ chủ yếu cái này là ngoại giao thì bạn phải khôn khéo. Coi coi ai thằng Macedonia nó đang ghét thằng nào á, đang đánh nhau thế nào, các bạn cố gắng liên minh làm thân với cái thằng đó thì cùng nhau tạo ra đánh nhiều thế thì thằng Macedonia nó không tập trung vô cái phe này được. Thì chúng ta sống sót. Tại vì cái phe này sau khi mình nhìn qua cái quân của nó thì thấy quân của nó khá là tào lao. Mang tộc không ra mang tộc mà Hy Lạp nó cũng không ra Hy Lạp. Không có hề có cái lực lượng HPT hạng nặng này, thành ra chúng ta thủ ban đầu rất khó. Mà bây giờ ban đầu chúng ta không có nhiều slot để xây nhà, mà xây nhà lính thì không có nhà pháo, mà nhà xây nhà pháo thì không có nhà lính. Xây hai nhà thì giờ kinh tế của chúng ta không đáp ứng nổi. Là chúng ta còn phải xây những công trình dân sự khác, không thể nào ưu tiên hoàn toàn cho quân đội được. Mà trong Rome 2 chắc chắn là không có vụ bỏ đốt nhà đi di cư như trong Attila rồi. Thì bây giờ chúng ta phải làm sao để sống? Thì như mình nói là về mặt ngoại giao đáng làm. Giờ bắt buộc phải đánh thì đánh làm sao? Thì theo như mình, thứ nhất gì chúng ta cũng cần phải có những cái đơn vị kiểu Hy Lạp này trong đội hình chúng ta mới sống nổi. Thì thôi gán bỏ tiền ra thuê lính đánh thuê đi, sau đó chúng ta xây một cái nhà lính để lấy lính cung với lính kỵ. Lính đánh thuê thì tuyển không có được nhiều đâu, nhưng mà con đều dùng nhiều đây để làm tường cũng được. Rồi sau đó chúng ta sử dụng cung tên để mà chúng ta áp chế đối phương, tại thằng Macedonia cái thế của nó hay dùng giáo nhiều, chúng ta dùng cung để chúng ta tỉa được lượng của nó. Và thứ hai là chúng ta dùng kỵ binh. Trận này là kèo 20 set 20 ha. Thì ngoài ra trong đánh nhau các bạn có thứ nhất là muốn được lợi á, các bạn hạ trại để mà các bạn được bao vây. Trong cái Rome 2 này hình như nó chưa có cái map hạ trại cho nên là mình không có đánh cho các bạn coi được, mà mình sẽ coi như đánh giả chiến ha. Ngoài ra các bạn có áp dụng những chiến thuật khác như là phục kích hay cái gì đó để chúng ta đánh lợi thế. Còn không, tốt nhất là các bạn đánh nhau trong thành hoặc là các bạn đứng ngoài thành á, để cho quân đồn trú trong thành nó ra đánh phụ. Thì mình chỉ biết những cách đó thôi, mình chia sẻ. Là bây giờ vô trận. Như mình nói là trận này mình không có pháo, mà mình sẽ sử dụng kỵ binh. Thế của mình thì dở yếu hơn kẻ thù nha, tại vì thế của nó thế trên đánh xuống, mình đứng ở vị trí thấp hơn. Nhìn cái map vậy thì chúng ta nhìn nó cũng không được rõ cho lắm, tại mình cũng đang đứng ở cái vị trí này thì nó cũng không phải là quá thấp. Nhưng mà nhìn chung thì thằng Macedonia là nó đang tiến tới đó. Trong Rome 2 thì chúng ta có thể đi dò đường. Kỵ binh thì cho chạy lên chút, nhưng mà coi chừng dặm phải bảy của mình nha. Đặt bẫy là phải coi lên, phải nhớ nữa đó, chứ không phải là đặt bẫy mà các bạn đặt tào lao là hồi dính chưởng liền ấy. Rồi ok, thấy nó rồi, quay lại từ từ nha các bạn, không được vội. Rồi chết ngay đấy, các bạn nên rút cái đội hình này lại để cho nó dễ điều khiển. Trước khi xung phong thì cứ dùng đội hình tam giác đi các bạn, chúng ta ủi cho nó mạnh. Lưu ý là địch cũng có cung thủ, và ở đây là mình xét cho nó cung thủ Clayton Archer luôn á nha, tức là cái lực lượng cung thủ xịn nhất của Hy Lạp đó. Này là mình do thiếu là mình chấp nhận để một cái thằng này vô thôi, còn lại là Clayton Archer hết đó nha các bạn. Cái lực lượng cung thủ mà anh tài rất thích á, và đặc biệt là nó có bộ binh giáp nặng là nó mạnh lắm đó nha các bạn, không đùa được đâu. Tuy đây không phải là những đơn vị đời cuối của Macedonia mà trong giai đoạn đầu là nó vậy là nó rất mạnh đó nha, chúng ta không đùa được với nó đâu. Nói chung là Macedonia ban ngay ban đầu nó đã mạnh rồi, trong cái mấy cái đám Hy Lạp á nó mạnh lắm á. Cái Macedonia thì nó cũng không phải là Hy Lạp mà mang tính chất chính thống, mà nó là cái kẻ mà chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp nhiều hơn, nhưng mà về cơ bản thì lúc này nó cũng không khác Hy Lạp là mấy.
Thành ra bây giờ việc đầu tiên mà chúng ta muốn thắng nó thì phải dùng thế thì không thể dùng lực được. Cái đạo quân này nó khá là tào lao. Tất nhiên là các bạn nhìn nói ở quân đời cuối thì cũng dùng được, mà thì đúng quân đời cuối quân nói cái quân đời sau cũng dùng được, mà lúc đó chúng ta đã làm gì nâng được nhà lính lên để đời 3, đời 4 đâu mà dùng, chúng ta cũng lắm được đời 2 thôi. Thì chỉ có những quân này à ráng mà dùng. Đấy. Rồi ok. Hồi nó đi qua mà không dặm bẫy thôi. À đó, cung thủ chúng ta bắt đầu bắn rồi, hay. Ok, lên chặn kỵ binh đó. Tướng khoan hãy xu phong, tướng chết mệt lắm. Rồi hay, bây giờ cái tướng mới xung phong nè. Từ từ khoan, bình tĩnh. Thằng này thì nó không có tướng, ba thằng xung phong được. Rồi đó, chúng ta bắn áp chế nó ngay. Đó, dụ nó đánh vô phòng tuyến của mình. Giờ dùng hỏa lực áp đạo hoặc cung tên hỏa lực mà áp chế thôi, chứ giờ mình cũng không còn cách nào khác để đánh nó cả. Và đã, à không sao, nó tông vô đây thì không sao. Ba thằng chém thằng này trước, nói chung là đánh thằng nào dứt thằng đó, đừng có để nó cuộn nhay. Không là chúng ta mệt đó. Mấy thằng cung này thì bèo quá, không có cái gì hết. À, nó lanh nó liều, nó đánh vào đây luôn ta ơi. Mà nó liều quá, nó không chịu chạy nữa. Mấy con kỵ Hy Lạp này mà cũng lì ghê ta. Ồ, còn đúng hai con mà không chạy ta ơi. Rồi ok, nhào vô cứu cung thủ nào để còn bắn áp chế nó. Quân ta cũng chịu sắp hết nổi rồi nha các bạn, tại mấy thằng này bộ binh thằng nặng nó của nó. Rồi ok, chạy lên đây nhanh. Của Macedonia nó đánh kinh lắm đấy. Tập trung nhắm vào thằng này cho anh. Mấy cái thằng mà kỳ kỵ không xử được á thì cung phải ráng mà bắn. Đó là cách duy nhất để mà chúng ta chiến thắng đó. Rồi, ok, hút vô nhanh. Nhắm. À, tướng nó nhào vô lẹ quá, mình chơi không kịp. Rồi đây, ráng lên, mọc ra sau lưng nó là mới chơi được. Bỏ cái đội hình này ra chạy vô lẹ, chết bây giờ. Tại vì quân đánh thuê không có tuyển nhiều được các bạn, hiểu không? Đây là cái dở của cái thằng sắp đám lính thuê, chúng ta nó vừa mắc mà dù chúng ta không có tuyển nhiều được. Ra giờ phải tranh thủ tuyển, trận này thì có hy vọng thắng rồi chứ cũng không chắc chắn là thắng nữa. Rồi cung thủ chạy. Cái đội hình này không đủ để làm tường các bạn hiểu không, mà tại lính thuê thì không thể tuyển nhiều hơn được. Giờ đi lùa hết mấy thằng cung của nó rồi. Tướng nó thì lì quá, đánh mãi không chết. Rồi anh em quay đầu bắn, bắn vô lưng nó thì hy vọng. Rồi ok, cung nó chết sắp hết rồi, hay, có cơ hội đánh thọc về phía sau lưng nó rồi. Bắn. Chơi nó.
hát lên cho nó sợ nào. Cũng may là thằng Chile gì đấy chứ không là mình chết rồi. Ôi trời ơi. Nó đánh cù nhay kinh thật. À, nó ráng chịu đi, ráng chịu, ráng chịu, một thằng ráng chịu cho mấy thằng khác bắn nhanh. Đúng rồi, hay. Rồi ok. Nhắm tới thằng này, mấy thằng bay nó đi chậm lắm, ráng lên. Kỵ binh quay lại chém, nói chung là kỵ binh là phải hút chứ đứng đánh cù nhay không có được. À, rồi ok, hay, bắn tới mấy thằng này cho anh. Nó cũng đuối một phần rồi, mà tướng nó không gục. Tướng nó không gục, nó cứ đánh cù nhay với mình thôi. Cùng bắn xối xả luôn mà không lũng được. À, hay. Giọt. Ráng đánh lên, tướng nó sắp gục rồi. Rồi mấy con ngựa tông vô nhanh. Đó, lóc dốc hết sức ra mà chạc vô. Hút được chết nó là mình ngon. Mấy này chạy lẹ quá ta. À, hay quá, tướng nó gục rồi. Ok, hay lắm. Hay lắm anh em. Chơi tới thằng này, nhanh. À, đó. Tướng quân đối phương chết rồi. Đây, nhào vô mà chơi nó. Rồi, chơi thằng này. Rồi, mấy thằng đó ráng đứng chịu đi, mấy thằng này quay đầu qua bắn nhanh. Thằng này chạy ra đây. Giờ phải có thằng đứng làm tường thôi, tại quân này nó không có đứa làm tường. Dở nó lại chỗ đó, nó không có thằng làm tường. Rồi ok, tướng giỏi lắm. Rồi đó ok, anh em bắn chết nó đi. Rồi ok, thằng này ráng chịu trận nha. Cung mình cũng sắp hết đạn, hết tên rồi. À, nó quá lì luôn. Cung mà hết tên là mình chịu đấy nhá. Là kế hoạch của mình phá sản luôn đấy. Mình cũng nhấp nháy rồi. À, nãy nó là nó nhấp nháy, bây giờ nó lì, nó quýnh nữa rồi, chịu đời nó nổi không. Chạy. Kỵ binh không có quýnh cũng nhay được. Chạy. À, nó nhấp nháy rồi, hay quá. Ờ, à, đó anh em bắn cho tôi. Ờ, à, rồi ok, hay. Ờ, à, mình thắng rồi các bạn. Rồi, có Lee Victoria. Rồi, đây là một cái chiến thuật mà mình muốn chia sẻ các bạn. Nó cũng khá là rủi ro, nhưng mà tại giờ không có chiến thuật khác các bạn. Bởi vì chúng ta không có cái quân để làm tường. Phải có lính spear để làm tường, mà thằng này nó bay, nó giáo thì nó không có, mà thương nó cũng không có, nó thương có mỗi hàng cơ bản tào lao thôi, quýnh yếu xìu và không có chịu trận được. Đó, thì nói chung là trong chiến dịch thì nó còn khó hơn vậy nữa, tại vì chúng ta còn phải gặp rất nhiều cái khó khăn này, khó khăn kia. Chứ không phải đơn giản là có thể tuyển được full mà quân đoàn giống vậy đâu. Mà chưa kể là lính đánh thuê thì chưa chắc là nó ra đúng ý mình nữa, tại mình cần là cần bộ binh giáp nặng. Thì nói chung là các bạn tùy cơ ứng biến, hay chơi cái phát sinh này là phải ứng biến khá là kinh đó. Và phải biết mềm dẻo nữa. Cũng là đồng thời là phải phát triển quân đội một mức nào đó. Tại vì các bạn phải hiểu vậy nè, các bạn không có năng lực quân sự, các bạn nói miệng, đứa con nít nó cũng khinh. Cho nên nó là chơi cái phát sinh này á, phải phát triển quân đội ngay từ đầu rồi, đó là cái dở của chúng ta. Nhưng mà cái đó phải chịu thôi, không cách nào khác. Rồi ok, nhìn thiệt hại thì mình nó thiệt hại cũng khá khá. Chủ yếu là mình thắng được là nhờ mấy thằng cung này nó rỉa nè. Chứ mấy thằng kia cũng không làm được cái gì nhiều. Mấy thằng Clayton Archer này thì tại vì nó cũng là cung thủ thường thôi, nó không có giáp cho nên là bắn nó gục cũng lẹ. Với đây mình nãy mình cho kỵ đi lùa, nói chung là nhờ mấy con kỵ này nữa nè. Thằng tướng là nhiệt tình nhất luôn á.
Nói chung là tướng là đơn vị mạnh nhất mà chúng ta có ngay từ đầu, nên chúng ta phải tận dụng cái thằng tướng trong Rome 2 này. Nó cho tướng chúng ta nó cho khá là đa dạng đó. Thì nói chung là tuyển được 5 lính đánh thuê này là cái thắng lợi đầu tiên của mình rồi. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Bạn nào mà đang gặp khó khăn với cái phát sinh này thì có thể tham khảo video của mình. Còn tất nhiên là vô phần chơi chiến dịch thì chắc là phải nhờ anh Tài ra tay rồi, chứ mình thì tạm thời chưa ra tay được. Mà nếu có thì cũng chỉ các bạn chơi ở mức normal được thôi. Còn các bạn muốn coi Very Hard thì phải nhờ anh Tài ha. Anh tôi tuần qua tuyên quang ấy. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.